Sava Beko đang và sẽ là một trong những nhà cung cấp bia chất lượng uy tín hàng đầu tại Việt Nam, góp phần từng bước nâng tầm giá trị bia Việt trên thị trường quốc tế. Sava Beko, chất lượng tạo nên thương hiệu. 3, bánh Xin kính chào quý vị đã đến với bản tin của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam ngày hôm nay. Bản tin của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hà Nội 16 dự án trọng điểm sẽ đưa vào khai thác vào năm 2025. Đà Nẵng, chuyển đổi hơn 43 ha rừng làm khu công nghiệp quy hoạch đô thị xanh thông minh rộng hơn 600 ha tại Hải Dương Singapore đã rót tới 5,5 tỷ đô la Mỹ vào các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ siết điều kiện xây chung cư mini Long An dự kiến sẽ có thêm khu công nghiệp rộng 328,8 ha vốn đầu tư 5.642 tỷ đồng Hà Nam tìm chủ cho hai dự án nhà ở khoảng 1.200 tỷ đồng Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2021-2025. Tổng số dự án công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn này, sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua là 42 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 353.192 tỷ đồng thuộc 11 lĩnh vực, trong đó có 35 dự án sử dụng vốn ngân sách và một dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 6 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Đến cuối tháng 10 năm 2023, đã có hai công trình được hoàn thành và đưa vào khai thác, gồm tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành Đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở và cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. 13 dự án đầu tư được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 để triển khai thực hiện đồng thời bốn dự án đầu tư mới được phê duyệt chủ trương hiện chưa phê duyệt dự án bảy dự án đầu tư đã được giao nhiệm vụ nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư một dự án đầu tư chưa được giao nhiệm vụ tuy nhiên các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa còn chậm trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ quyết liệt triển khai, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác 16 dự án. Đáng chú ý, có 14 dự án sử dụng vốn ngân sách, một dự án đầu tư theo hình thức PPP, một dự án đầu tư trực tiếp theo hình thức xã hội hóa. Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh việc thực hiện 26 dự án theo kế hoạch hoàn thành sau năm 2025. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết chuyển đổi gần 44 hecta đất rừng để làm dự án khu công nghiệp Hòa Ninh. Khi khu công nghiệp này hoàn thành, dự kiến sẽ thu hút được 218 dự án, tổng vốn đầu tư là 26.000 tỷ đồng. Được biết, dự án khu công nghiệp Hòa Ninh do Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư xây dựng tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tổng diện tích hơn 400 hectare, trong đó có hơn 43 hectare đất rừng sản xuất cần chuyển đổi mục đích. Việc đầu tư dự án khu công nghiệp Hòa Ninh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án này đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 218 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng, doanh thu hàng năm 26.700 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 3.384 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 47.700 lao động. Thưa quý vị, đô thị thông minh tại Hải Dương được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1 trên 2.000 thuộc phân khu 4B, thuộc địa giới các phường Tân Hưng, Thạch Khôi và xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, có diện tích rộng khoảng 606 ha, trong đó có khoảng 500 ha nằm trên địa bàn phường Tân Hưng, diện tích còn lại là ở phường Thạch Khôi và xã Gia Xuyên. Quy mô dân số hiện trạng trong khu vực quy hoạch là hơn 10.000 người. Dự báo dân số năm 2040 trong khu vực quy hoạch từ 48 đến 49.500 người. Quy hoạch đô thị xanh thông minh trên là một trong năm quy hoạch phân khu trên địa bàn với tổng diện tích hơn 3.200 hectare với mục đích hình thành các khu đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị vui chơi, giải trí. Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040 đã được phê duyệt và định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Dương. Xác định theo quy hoạch chung là khu phát triển đô thị xanh thông minh phía nam thành phố, Định hướng cải tạo chỉnh trang khu vực hiện hữu, cảnh quan tự nhiên gắn với xây dựng các khu chức năng mới, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung, kết nối thông suốt với các khu vực lân cận xung quanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, Singapore là quốc gia dẫn đầu vốn FDI vào địa phương này khi đạt 450 triệu đô la Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2023, chiếm 27,5% tổng vốn đầu tư. Trong đó, 4 lượt dự án đăng ký góp vốn mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn 124 triệu USD, 8 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 216 triệu USD và 14 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư trên 109 triệu USD. Tính đến nay, trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Bình Dương với 290 dự án, thì Singapore đứng thứ ba với tổng số vốn gần 5,5 tỷ USD, chiếm 14% tỷ lệ vốn đầu tư toàn tỉnh. Bên cạnh việc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, các nhà đầu tư tới từ Singapore còn đổ nguồn vốn vào các dự án sản xuất thiết bị điện, linh kiện điện tử, sản xuất dược phẩm và các sản phẩm thiết bị y tế, chế biến thực phẩm và các loại hình dịch vụ kho bãi, bất động sản và logistics. Thưa quý vị, chiều 16 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến một số vấn đề giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Nhà ở xã hội sửa đổi. Trước đó thì tại nghị trường hôm 11 tháng 11 vấn đề quản lý chung cư mini được các đại biểu quốc hội nêu ý kiến trình bày báo cáo tiếp thu giải trình chủ nhiệm ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay quy định về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân hay còn gọi là chung cư mini được chỉnh lý phù hợp và khả thi hơn. Theo đó điều 57 dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng Cá nhân muốn xây chung cư mini, nhà ở từ 2 tầng trở lên, tại mỗi tầng có thiết căn hộ hoặc từ 2 tầng và quy mô hơn 20 căn hộ trở lên để bán cho thuê sẽ phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Căn hộ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai sẽ được bán cho thuê, thuê mua theo quy định luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Việc đầu tư xây dựng chung cư mini để cho thuê phải đáp ứng yêu cầu về xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Khu nhà ở phải được thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và thực hiện các biện pháp quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh được phân cấp quy định về đường giao thông, đảm bảo phương tiện chữa cháy có thể chữa cháy tại nơi có chung cư mini. Quản lý vận hành chung cư mini phải tuân thủ quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo số 9419 BC BKHDT gửi Thủ tướng Chính phủ Kết quả thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Long mở rộng, tỉnh Long An. Đây là dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Phúc Long là nhà đầu tư. Tại báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến thẩm định về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, khoảng 263 ha. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Long mở rộng có mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức và xã Long Định, xã Phước Vân, huyện Cần Đức, tỉnh Long An với quy mô sử dụng đất là 328,81 hectare. Tổng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Long mở rộng là 5.642,77 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 880 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án là không quá 48 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2059. Thưa quý vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam vừa phát thông báo kêu gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện khu dân cư dọc tuyến đường nối hai tuyến đường DT.499 với DT.491 huyện Lý Nhân và khu dân cư nông thôn mới kết hợp xây dựng nhà ở xóm 7, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý. Khu dân cư dọc tuyến đường nối hai tuyến đường DT499 với DT491 huyện Lý Nhân có diện tích khoảng 33,6 hecta nằm tại các xã Đức Lý, Công Lý và thị trấn Vĩnh Trụ. Hiện trạng là đất ở, đất nông nghiệp, đất giao thông, mặt nước, nghĩa trang. Hạng mục chính của dự án này là xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 172 căn nhà liền kề dọc theo tuyến đường nối DT491 và BT499, DT mật độ xây dựng tối đa 85%, cao tối đa 5 tầng. Cùng với đó, công trình thương mại dịch vụ cao từ 7 đến 9 tầng với chức năng là trung tâm thương mại tổng hợp, mật độ xây dựng tối đa 40%, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2026. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án này là 799 tỷ đồng, ngoài ra có thêm 70 tỷ đồng chi phí mặt bằng, vốn chủ sở hữu nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu là 120 tỷ đồng. Khu dân cư nông thôn mới kết hợp xây dựng nhà ở xóm xã Liêm Tuyển, thành phố Phủ Lý có diện tích hơn 4,1 hecta thuộc xã Liêm Tuyển, thành phố Phủ Lý. Hiện trạng chưa giải phóng mặt bằng gồm đất nông nghiệp, đất giao thông và đất mặt nước. Hạng mục chính của dự án là xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 28 căn nhà liền kề, đầu tư xây dựng khối nhà thương mại dịch vụ cao 9 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2026. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án này là 361 tỷ đồng, ngoài ra có thêm 10 tỷ đồng chi phí mặt bằng, vốn chủ sở hữu nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu là 72 tỷ đồng. Các bạn vừa theo dõi bản tin của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và phản ánh, quý vị vui lòng gửi về Tòa soạn tầng 17, khu văn phòng, tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 0912 345 014 0961 713 713 hoặc hòm thư email media môi trường đô thị a.com.com Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!